khủng long nó tới rồi Nhím ơi kìa. Ê, Nhím ơi, có một con rắn khổng lồ kìa. Ê, siêu nhân tới kìa, siêu nhân. À, siêu nhân bắn cho mình cây súng nè Nhím ơi. Ủa lộn, cây búa. Nè, khủng long này phun lửa được luôn nè Nhím. Sao mà được anh? Không tin, tin đâu. Không. Rồi nè. Thôi chưa, để wow, chưa? Ghê quá. Khủng long của anh nhỏ như vậy mà anh cũng chơi nữa anh Toàn. Ơi, nhỏ nhưng mà nó vui, có đỡ hơn không á Nhím. Trời ơi, Nhím biết ở đây có nguyên một bầy khủng long luôn nè. Đi theo Nhím đi. Nguyên bầy luôn hả? Nguyên bầy luôn. Đi đi, đi. Đi đi. Ôi Nhím ơi, Nhím ơi. Anh đang ở trên mình một con khủng long. Khủng long ba sừng Nhím ơi. Để đây coi nè Nhím ơi. Wow. Xung quanh có nhiều con khủng long ba sừng luôn anh ơi. À đúng rồi, bên đó còn nó rất là đây to nè. Luôn nè. Con khủng long này nó có ba cái sừng. Nó con này là nó ăn cỏ nha. Để đi qua bên đây coi con bự hơn nè. Wow, 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 cái đầu của nó nè, Nhím ơi xin lên nè. À, cái mỏ của nó nhọn hoắt luôn. Nhím ơi, có một con rắn khổng lồ kìa. Sợ quá anh ơi. Ê, đi qua đây núp, vô trong con khủng long này núp. Khủng long ơi, cứu tôi với, đập con rắn nó đi. Đập nó, ôi, ôi, nó phun lửa. Ôi, con khủng long nó cắn con rắn luôn rồi. Nó cắn rắn vô miệng luôn nè Nhím ơi. Tiền ơi. Ôi, khủng long này hay quá. Ôm khủng long cái. Khủng long luôn. Khủng long này quá hay luôn anh ơi. Rắn lúc nãy nó bị nuốt vào trong cái miệng này rồi. Xong rồi nó nhỏ xíu thành rắn nhựa luôn rồi. Chạy đi đâu dữ vậy anh Toàn? Khủng long bầu chú cực Nhím ơi, chạy chạy chạy. Vô vô trong con khủng long cổ dài này trốn được không? Được được được. Vô vô đây trốn đi. Khủng long bầu chú nó bự lắm. Ê, siêu nhân tới kìa, siêu nhân. À, siêu nhân bắn cho mình cây súng nè Nhím ơi. Ủa lộn, cây búa. Nè, cây búa này là lễ hải hôm nay sao giờ mình đi phải không? Đi thôi. Đi đi đi, đi tiêu diệt con khủng long. Anh sẽ leo lên con khủng long tượng này. Anh cặp. Em ở đâu anh Toàn? Em đứng phía sau khủng long tượng đi. Anh đứng ngồi anh chở nó, còn chừng nào con khủng long bảo chúa kia đi ngang anh sẽ lấy cây búa này anh đập nó liền nha. Hơi khó nha Nhím ơi. Nguy hiểm. Ai à, hồi núp ở đây được rồi. Lên chở nguy hiểm quá. Thì nào nó tới là đến đây chúng ta sẽ đánh đường liền nha. Khủng long nó tới rồi Nhím ơi kìa. Ai da. Khủng long bảo chúa có cây búa mà trốn thì đánh nó luôn. Đây nè. Mày. Oh yeah. Đây là cái búa lại hại chưa? Khủng long này phun lửa được luôn nè Nhím. Sao mà được anh? Không tin, tin đâu. Không. Đó nè. Thôi chưa, ghê wow, chưa. Wow, ghê quá. Bên đây có con khủng long này làm như nó vừa mới chiến đấu xong bây giờ nó ngã rồi nè. Nó mới chiến đấu. Khủng long này khủng long gì vậy anh? Khủng long này bảo chúa, nó mới đánh nhau với con khủng long kia, bây giờ nó bị bét móng như sứt môi luôn nè, thấy không? Bây giờ mình anh sẽ đỡ lên tiếp nữa nha. Đỡ được không? Anh sẽ dùng hết sức của anh để đỡ. Khủng long này lên. Yeah. Không nổi rồi, khủng long này nặng quá. Cái này là con ăn cỏ nha, nó không ăn thịt đâu. Trời ơi, khủng long bên đây nè, là khủng long chúa nó ăn thịt nè. Ê, ê, ê. Ủa, nó đang ăn con gì kìa anh ơi? Vậy chưa? Ăn con gì vậy? Nó đang ngậm con gì kìa. Để anh sẽ bay lên cứu nó mới được. Trời ơi, con khủng long bảo chúa này á, nó ăn thịt, nó quào người ta, với cái móng của nó bị vậy luôn rồi nè. Coi nè, coi cái móng của nó nè, cứ chịu mày đi. Ôm nó không vừa lúc. Anh leo lên thử anh Toàn. Leo lên con bự này thử vừa không nè. Được không? À được luôn. Tôi rất là thích con khủng long này rồi nha. Leo lên luôn anh. Đã leo rồi. Ở bên đây có con khủng long. Khủng long như giống như khủng long tê giác vậy đó. Nè. Khủng long này có ăn thịt không anh? Không. Khủng long này ăn cỏ. Khủng long này ăn cỏ luôn nè. Khủng long này là khủng long gai nha. Đâu? Ở đây có ba con khủng long gai, cái tự nhiên cái đâu xuất hiện khủng long cá sấu nè Nhím. Mấy khủng long này ăn cỏ hay ăn thịt anh? Khủng long gai này là ăn cỏ nè, khủng long cá sấu này là ăn thịt đó. Nhưng mà nó còn nhỏ không sao đâu, vô đây coi mấy khủng long gai nè. Ừ, leo lên mình khủng long gai luôn nha.
con lông bự nhất trong đây luôn nè, nó ăn cỏ. Ừ, bây giờ quá anh ơi, bây giờ anh sẽ leo lên cái đầu của nó luôn nha. Anh leo được không? Được. Đó nè. Rồi. Ôi, cẩn thận nha anh ơi. Ôi nó bự quá. À. Ê đừng có leo. Leo được không? Để chụp. Ở đây có bé này leo được luôn nè. Bé con leo được tới đâu? Con leo lên tới trên luôn nè. Xuống đây con trượt patin xuống luôn nè. Leo được tới đây thôi, leo lên trên nữa nguy hiểm lắm. Khủng long này bự quá. Khủng long này bự nhất trong đây mà. Con này bự nhất cái gì nè anh ơi? Trong cái nhóm khủng long ba sừng này là con này bự nhất nè. Ôm không hết luôn nè, thấy không? Nó bự quá nè. Ôm nó không vừa lúc. Anh leo lên thử anh Toàn. Leo lên con bự này thử vừa không nè. Được không? À được luôn. Được luôn. Wow. À bên kia có con khủng long cổ dài bự quá trời bự luôn kìa.